hàng loạt cổ phiếu đối mặt nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE vừa thông báo lưu ý về khả năng hủy niêm yết đối với một số doanh nghiệp trong trường hợp các doanh nghiệp này có báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 tiếp tục có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ và hoặc vốn chủ sở hữu là số âm. Theo HOSE, căn cứ quy định tại điểm E khoản 1 điều 120 tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ, cổ phiếu của một công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết trong trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh bị lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét. Theo đó, HOSE thông báo lưu ý về khả năng hủy niêm yết đối với mã cổ phiếu UDC của công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đó, ngày 20 tháng 4 năm 2022, cổ phiếu UDC đã bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát. Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là âm 9,99 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là âm 23,43 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 và 2021, thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm B khoản 1 điều 38 quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ cả năm 2022 tiếp tục âm 39,503 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lỗ lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 là âm 72,235 tỷ đồng. Tương tự, cổ phiếu MCG của công ty cổ phần năng lượng và bất động sản cũng phải đối mặt nguy cơ bị hủy niêm yết. Hiện cổ phiếu này đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là âm 9,33 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là âm 36,78 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022 của MCG đã công bố, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2022 tiếp tục âm 84,48 tỷ đồng. Cổ phiếu tiếp theo đối mặt nguy cơ bị hủy niêm yết là cổ phiếu HOT của công ty cổ phần du lịch dịch vụ Hội An. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ của HOT năm 2020 là âm 25,07 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là âm 21,098 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cả năm của HOT tiếp tục âm 19,021 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lỗ lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 là âm 64,448 tỷ đồng. Cổ phiếu cuối cùng bị HOSE lưu ý về việc bị hủy niêm yết là HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Trước đó, ngày 1 tháng 6 năm 2022, HOSE đã ban hành quyết định giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu HVN do vốn chủ sở hữu âm 2.160 tỷ đồng, căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 âm 11.178 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 2021 âm 13.278 tỷ đồng, thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022 vừa công bố của HVN, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lũy kế năm tiếp tục âm 10.452,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 là âm 34.199,5 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 10.199,2 tỷ đồng.